Thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là video khuyến mại ấm từ xa số 2. Chào mừng ngày lễ 30 tháng 4 và ngày mùng 1 tháng 5. Và đây là video khuyến mại những mẫu ấm từ xa đẹp nhất, độc đáo nhất và có tổng hợp 18 mẫu ấm. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, video tổng hợp 18 mẫu ấm từ xa khuyến mại tri ân khách hàng, những người luôn đồng hành phát triển cùng với thế giới từ xa trong rất nhiều năm qua. Và tổng hợp của 18 mẫu ấm từ xa khuyến mại đẹp lần này có những chiếc là độc bản duy nhất Việt Nam và hầu hết đều là ở mức giá rẻ nhất Việt Nam, mức giá bán lỗ để tri ân quý vị và các bạn. Vâng, tri ân những khách hàng, những trà hữu thân mến của shop Thế Giới Từ Xa. Chúng tôi xin phép được bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, đầu tiên là bộ 4 tác phẩm ấm từ xa mà shop đặt hàng riêng của xưởng cũng như là đặt hàng riêng của nghệ nhân trong năm 2023 và để sang năm 2024 chúng tôi bán và giới thiệu với quý vị và các bạn. Và đây là video khuyến mại sâu nhất cũng như là khuyến mại nhiều nhất 4 tác phẩm ấm từ xa, ấm của nghệ nhân nổi tiếng. Vâng, đó là 4 tác phẩm của nghệ nhân Phạm Trạch Hồng và Phạm Tinh. Đây là một cặp nghệ nhân làm ấm rất nổi tiếng và kỹ thuật làm ấm rất tốt tổng thể đấy ạ. Và đây là 4 tác phẩm ấm khuyến mại ở video phát vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024. Vâng, chiếc ấm mã P1 là chiếc ấm từ xa, dáng ấm long đán, chất đất nguyên khoáng đại hồng bào. 4 tác phẩm đỏ rực rỡ, màu đỏ thâm trầm đã xuống màu. Vâng, quý vị hãy lắng nghe bằng tai những âm thanh của đất. Tác phẩm lọc 10 lỗ. Và đặc điểm nhận dạng của những tác phẩm đặt hàng riêng của shop Thế Giới Từ Xa đối với xưởng nghệ nhân, đó là phần đáy ấm có khắc tên nghệ nhân Phạm Trạch Hồng tác chế. Phần viền đây ạ. Phần viền của lắp ấm cũng khắc tên nghệ nhân là đặc điểm số 2. Và đặc điểm số 3 đó là phần đáy bên cạnh dấu lạc khoản, đó cũng là khắc tên Phạm Trạch Hồng tác chế. Để quý vị và các bạn phân biệt giữa ấm chuẩn của Phạm Trạch Hồng và những ấm trôi nổi trên thị trường khác. Vâng. Chiếc ấm dung tích 250ml, giá 1.680.000. Khuyến mại tri ân còn 1.380.000. Chiếc ấm dáng Tây Thi đẹp không ạ? Vẫn các đặc điểm nhận dạng như trên. Bên trong ấm đây ạ. Đấy, phần chữ khắc chìm này. Và đáy ấm đây ạ. Chiếc ấm Tây Thi P2 270ml, 1.880.000, giảm 400, còn 1.480.000. Đây là chương trình khuyến mại bán lỗ để tri ân khách hàng. Và chiếc ấm dáng Phan Hồ, đặc điểm nhận dạng đây ạ. Bên trong thủ công toàn chế và đáy ấm 280ml, 1.880.000, giảm còn 1.480.000. Dáng này rất nhiều quý vị và các bạn lớn tuổi thích. Và ấm số 4, mã số P4 là chiếc ấm dáng Tiếu Anh. Đây là một dáng ấm nước rất khỏe. Vâng. Tác phẩm lọc 10 lỗ. Và vẫn là các đặc điểm nhận dạng như trên.
P4 250 ml, 1880 giảm 400 còn 1480. Bốn tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng giảm giá khuyến mại. Và tiếp theo P5 P6 là một cặp đôi ấm từ xa dáng ấm bán nguyệt. Đây là hai tác phẩm dành cho quý vị và các bạn thích sưu tầm ấm từ xa cổ cũ. Hai chiếc đất cũ đã xuống màu và đây là một cặp đôi hoàn hảo. Dung tích thì lệch nhau một chút xíu thôi. Đấy. Chiếc đầu là chiếc ấm P5 là chất đất lão tử lê, một chất đất đã phong hóa và xuống màu, đất rất đẹp, lọc 7 lỗ. B6 là chất đất chu lê đã xuống màu, đất cũ chu lê. Đây là một cặp đôi phải nói là rất hoàn hảo cho quý vị và các bạn sưu tầm. Thưởng trà thì cũng rất ngon rồi. Đặc biệt cặp đôi này chỉ có shop thế giới từ xa mới có thôi. B5 và B6. Dung tích 240 ml, 1880. Giảm 600 còn 1280. 240 ml, 1880. Giảm 600 còn 1280. 2,4 triệu một cặp ấm từ xa, đất cũ cổ cực đẹp đã xuống màu. Và tiếp theo đó là một cặp đôi ấm tiếp rất đẹp, giấy tờ thì rất nhiều, có cả chứng nhận thành phần đất luôn đấy ạ. Dành cho quý vị các bạn thích sự cầu kỳ, thích sự kỹ của tính. Vâng, có cả chứng nhận các thành phần trong đất luôn. Tất cả đều đạt ngưỡng tốt và cho phép. Đất quá chuẩn và xịn. Một cặp đôi ấm từ xa của nghệ nhân Vương Phương. Đó là khoản đấy ạ. Chúng tôi phải buộc dây vào cái lắp ấm, bởi vì quý vị và các bạn đến shop nhiều lúc lại chuyển cái lắp này sang cái lắp kia, cho nên là cả hai cái ấm đều không vừa, bởi vì ấm từ xa thì sẽ ấm nào vào lắp đó, cho nên chúng tôi phải buộc cái dây vào để quý vị và các bạn có lỡ cầm ra thì đặt vào đúng nguyên chiếc ấm của nó, không chuyển nhầm, bởi vì hai chiếc ấm này là giống nhau của cùng một nghệ nhân. Chiếc ấm mã số A43 1,980,000 giảm 500 còn 1,480,000. Đất cũ nguyên khoáng đại hồng bào đã xuống màu đỏ rực rỡ, dáng ấm tây thi lắp chìm của nghệ nhân nổi tiếng Nam đấy ạ, lọc 10 lỗ. Quý vị mua ấm thì hãy nhìn những chiếc thành của lắp ấm ạ, rất dày, cho nên là cái khả năng mẻ trên cái thành lắp ấm này rất ít, càng dày thì mẻ càng ít. Đó là cái cách chọn những mẫu ấm từ xa mà dùng bền đẹp bỗ bã, khoáng rất nhiều trên thành ấm. Cặp đôi ấm từ xa của nghệ nhân Vương Phương giảm 500 còn 1480. Và tiếp theo mã số A27 một chiếc ấm từ xa dáng ấm trụ sở nhưng mà rất cách điệu, bởi vì cái phần vuốt của chiếc vòi đây ạ, chiếc vòi vuốt thẳng như một chiếc ấm từ xa dáng ấm thủy bình, nhưng đây là một dáng ấm trụ sở bởi cái phần lắp ấm khá rộng, rất là dễ vệ sinh bên trong ấm. Tác phẩm lọc 7 lỗ. Chất đất nguyên khoáng hồng bì long. Một tác phẩm duy nhất và là độc bản ở Việt Nam. Thưa quý vị,
Chiếc ấm của nghệ nhân nữ nổi tiếng Hách Thuyền, có cả bằng nghệ nhân luôn. Đấy. Họa tiết là phần đắp nổi một cái cành hoa sen và điểm nối từ giữa thân ấm lên phần nắp ấm. Và phần núm nắp là có đắp một cái ngọn núi cách điệu. Cầm cũng rất dễ chịu và thoải mái. Phần hoa sen, đây là phần dùng chất đất khác. Trông đẹp như là một cái bức tranh sơn dầu. Trước này chúng tôi cũng khuyến mại cho quý vị và các bạn một độc bản duy nhất. 235 mil, mã số A27, 2.580.000, giảm 600, còn 1.980.000, một độc bản duy nhất. Và chiếc ấm dáng văn đán, chất đất nguyên khoáng đại hồng bào, họa tiết là phần đắp nổi một cây hoa đào bằng men pháp lam lên bề mặt ấm từ xa. Phần men sứ sau khi đắp lên người ta mới lung, cho nên là phần men này nó dính chặt lên bề mặt ấm từ xa. Và shop sẽ bảo hành trọn đời cho quý vị và các bạn những cái họa tiết này, không bao giờ phai, không bao giờ bong. Quý vị cứ bong đến đây đền gấp đôi. Vâng, bên trái là trơn. Đây là một chiếc ấm nhỏ đẹp, rẻ. Thủ công toàn chế, lọc 10 lỗ. Và đây cũng là một độc bản, khuyến mại bán lỗ luôn. 210 mil, 2.280.000, giảm 500, còn 1.780. Chưa bao giờ, chưa ở đâu và chưa khi nào một chiếc ấm từ xa, thủ công toàn chế, đắp nổi men pháp lam mà rẻ như ở video ngày mùng 2 tháng 5. Vâng, video khuyến mại. Và một chiếc ấm từ xa dáng ấm Đức Trung cổ. Đây cũng là một chiếc ấm cổ có tuổi đời trên dưới 50 năm. Lung hỏa biến ở nhiệt độ khoảng 1250 đến 1280 độ C. Và cốt đất là nguyên khoáng hồng bì long. Và tỷ lệ khoáng khoảng trên dưới 50%. Quý vị hãy nhìn những mảng màu sáng tối. Hãy nhìn những điểm trũng và điểm lồi. Đó là những phần bật của khoáng từ xa khi lung ở nhiệt độ cao. Đây ạ. Đối với chất đất đã lung hỏa biến thì quý vị thưởng thức các loại trà Việt thì ngon tuyệt. Chiếc lề lọc đa khổng dạng đơn giản. Vâng, đây là một loại lọc tổ ong dạng đơn giản sơ khai từ ngày xưa. Đẹp không ạ? Trong ngoài luột. Một tác phẩm đẹp. Một dáng ấm cổ. Điểm đặc biệt thứ hai đó là phần vót của chiếc vòi ấm. Vót nhọn như là một chiếc ấm dáng thủy bình. Và họa tiết thì rất đẹp. Đây là phần khắc đắp nổi một cái hình tượng núi non sông hồ. Rất là đơn sơ nhưng mà đẹp mộc. Dành cho quý vị và các bạn thích sự đơn giản, thích sự độc đáo. Và đây là một độc bản duy nhất ở shop Thế Giới Từ Xa. Đương nhiên rồi, chúng tôi mà chỉ có một chiếc thì quý vị không tìm đâu được chiếc thứ hai ở Việt Nam nữa. Chiếc này chúng tôi bán lỗ luôn để quý vị và các bạn sở hữu. Tìm thích sưu tầm hàng độc, hàng đắt và không ai có. 310 mil, 3.500.000, giảm luôn 1 triệu, còn 2.500.000, bán nhanh và bán lỗ. Tiếp theo là chiếc ấm từ xa dáng ấm Tây Thi, mã số A67, tròn vo lắp chìm, rất khít, chất đất nguyên khoáng đại hồng bào, chiếc lề lọc 10 lỗ. Họa tiết đó là một chú chim sẻ đang đậu trên một cái cành mai. Vâng, một cái cành mai trông rất phong tranh. Đây là phần men pháp lam
lên bề mặt ấm từ xa. Và đương nhiên rồi, chúng tôi vẫn bảo hành trọn đời cho quý vị và các bạn về màu sắc cũng như là độ bong của những cái họa tiết trên. Và cái phần núm nắp là họa tiết của một cái bông hoa cúc rất đẹp, một chiếc ấm đẹp giản dị đơn sơ. Vâng, một cái dấu lạc khoản thì không ai có và không ở đâu có. Lạc khoản là hình một bông hoa hồng và bên cạnh là cái dấu triện của xưởng ấm. Dung tích 300ml, 2.580.000, giảm 600, còn 1980. Mã số A67, cũng duy nhất một tác phẩm. Và thưa quý vị, phần độc đáo dành cho quý vị và các bạn sưu tầm đó là một cặp đôi ấm từ xa cũ cổ, được làm từ những năm 1968, và hai dáng ấm, hai chiếc ấm đều cùng dáng ấm là phỏng cổ. Họa tiết chiếc thứ nhất là một chú thỏ bên cạnh những cái củ cà rốt, và họa tiết chiếc thứ hai đó là họa tiết một cái cây hoa lan bên cạnh một cái hàng hòn đá và một chú gà con đang ăn thóc. Vâng, rất là đơn giản, dễ hình dung và dễ hiểu. Và cái phần núm nắp ấy cũng là họa tiết của hai cái bông hoa cúc. Vâng, đây là hai chiếc ấm cũ cổ, lạc khoản năm 1968 và phần chữ nhỏ là nguyên khoáng đại hồng bào. Hai tác phẩm của xưởng sản xuất thủ công số 1, cho nên là bên trong nắp không có dấu lạc khoản của nghệ nhân nào cả. Đây là hai chiếc ấm cũ cổ dành cho quý vị và các bạn sưu tầm, thích sự độc đáo và thích không ai giống mình. Mã số A58 và mã số A55 khuyến mại bán lỗ luôn, đều là dung tích 300ml, 3.900.000, giảm 1.000.000 còn 2.900.000, 3.900.000 giảm 1.000.000 còn 2.900.000 một cặp đôi, 5.800.000 được một cặp, không ai có, không ai giống mình. Vâng, quá rẻ. Và tiếp theo là một tác phẩm khuyến mại tiếp, một chiếc ấm dáng ấm mỹ nhân kiên nắp chìm, chất đất nguyên khoáng đoàn lê, lọc 10 lỗ, chất này thưởng thức các loại trà hồng trà, trà ô long, trà thiết qua đâm thì ngon tuyệt. Mã số A104, 230ml, giá 1.380.000, giảm 400, còn 980.000. Ở Việt Nam không có ai có một cái chiếc ấm dáng ấm mỹ nhân kiên, chất đất nguyên khoáng đoàn lê mà tỷ lệ khoáng cao như thế này mà lại bán rẻ như thế này, 980, phá kho thóc Nhật luôn. Rồi, và tiếp theo là một tác phẩm kinh điển của một nghệ nhân rất giỏi, đó là nghệ nhân cũng trẻ tuổi thôi nhưng mà làm ấm rất kỹ thuật, nghệ nhân Cố Toàn Cường. Đây là bằng nghệ nhân và bút tích của nghệ nhân này. Đối với những nghệ nhân trẻ thì kỹ thuật làm ấm cũng khá tốt, bởi vì người ta mắt tinh và có đôi bàn tay khéo léo, chịu khó học hỏi. Tác phẩm ấm từ xa mang cái tên rất hay, đó là Biển Ngọc. Đây ạ. Chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, lắp chìm, dáng rất bay. Quý vị hãy nhìn cái phần quai ấm ạ, và cái phần vòi ấm ạ, và cái điểm vuốt giữa G thân ấm lên cái phần G của cái vòi, tạo một cái điểm vuốt rất đẹp, rất đẹp, rất là bay, dáng ấm bay như một cái chiếc đĩa bay. Chất này thưởng thức các loại trà thì rất ngon. Vâng, lọc 10 lỗ cũng phá. Vâng, shop cũng phá kho thóc luôn. 240ml, 3.800.000, giảm 600, còn 3.200.000.
3,2 triệu được một tác phẩm ấm từ xa độc đáo của nghệ nhân nào, có bằng nghệ nhân. Và tiếp theo, chữ ấm, dáng ấm thạch biểu, họa tiết là thuận buồm xuôi gió, đây là phần dát vàng và đắp nổi kết hợp giữa vàng 24K và men pháp lam điểm xuyết, một tác phẩm dành cho các doanh nhân, những người thành đạt, và một mơ ước thuận buồm xuôi gió, công việc hanh thông, rất tuyệt vời. Chất đất thì không chê vào đâu được, chất đất nguyên khoáng dáng ba lê, tỷ lệ khoáng 60-70%, chiếc này lọc 14 lỗ, một chiếc ấm nhỏ mà lại nhiều lỗ lọc thì nước sẽ rất tốt. 230ml, giá 3.680.000, giảm 700, còn 2.980.000. Cầm rất thích. Chiếc này quý vị khoảng 3 người đổ lại thưởng thức trà. Và chốt của cuốn video ngày hôm nay, cuốn video khuyến mại ấm từ xa vào ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 là một tác phẩm kinh điển của một nghệ nhân cũng rất kinh điển. Tác phẩm ấm từ xa có cái tên là Cung Đăng Long Tôn. Họa tiết mặt bên phải là Đức Trung Quỳ đang bắt ma. Một chiếc ấm đẹp để dùng hoặc quý vị để chơi đồ phong thủy. Cách điệu rất lớn ở cái phần núm lát ấm từ xa. Chất đất nguyên khoáng bổn sơn lục lê. Đối với chất đất này thì quý vị và các bạn thưởng thức các loại trà ô long, các loại hồng trà, trà thiết quan âm, vâng, thì ngon tuyệt. Các loại bạch trà cũng rất ngon. Quả tiết rồng ở phần khoai ấm và ở phần vòi. Một tác phẩm kinh điển lọc 10 lỗ. Và đây là tác phẩm kinh điển của nghệ nhân quốc gia, công nghệ mỹ thuật sư quốc gia Lee Tân An. Có bằng nghệ nhân, có mã QR code để quý vị và các bạn quét tránh hàng giả hàng nhái. Và có tờ tiền 1 hào, số CG của tờ tiền trùng với số CG của chiếc ấm sản xuất. Một chiếc ấm làm nguồn gốc tốt, chứng chỉ tốt, giấy tờ đàng hoàng, chuẩn xịn. Vâng, chiếc này cũng khuyến mại bán lỗ để quý vị và các bạn sưu tầm. 250ml, 4.580.000, giảm luôn 1 triệu, còn 3.580.000. Đẹp, độc đáo và rẻ. Vâng, Shop Thế Giới Từ Xa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video và đồng hành với Shop trong rất nhiều năm qua. Đây là video khuyến mại thứ 2 nhân dịp Quốc Khánh nước Cộng Hòa, nhân dịp Quốc tế Lao động ngày mùng 1 tháng 5. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Vâng, Shop Thế Giới Từ Xa xin chào và hẹn gặp lại.